Trời ơi, tao bị hối mà. Đã nói là không đi hất tóc rồi, cứ nghe tôi đi hất tóc hoài là sao? Ủa, cái loại người cũng bị hối hả? Có sao không, có tóc giả luôn không thấy hả? Ủa, làm cái gì mà phải lén 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 lút vậy bà? Đóng cửa lại. Thôi, làm cái gì mà phải lén lút gì đi ăn trộm vậy? Bà, cái này là nhà của ta. Ngươi vô nhà ngươi ăn trộm luôn hả? Trời ơi, bị điên vậy. Tại vì biết sao không? Tại vì nhà ta có lão thái gia. Lão thái gia mà biết ta dắt ngươi về là lão thái gia quýnh ta chết luôn. Trời ơi, sợ gì, bộ lão thái gia là chức quan lớn lắm hay sao? Phải, lão thái gia là cha của ta. Thì ra ngươi là nữ chi, ngươi sợ dắt trai về bị cha la chứ gì? Chứ sao? Vô. Thôi, im lặng thôi. Cái gì dưới chân vậy? Ủa, con này là con gì vậy? Cái con này là cái đứa con của ta nè, nó tên là Mon bò sữa. Trời ơi, hồi nãy ngươi cho tao uống trà sữa, ngươi nói từ sữa bò. Vô nghĩa là sữa của con này hả? Trời ơi, sao ghê quá vậy? Im lặng nghe đi. Ủa, sao tự nhiên nhà ngươi dắt ta đi đâu vậy? Đi vô phòng của ta nè. Ê, gì mới gặp ở vô phòng rồi, chứ ngươi là nữ nhi mà sao công chung công hạnh vậy cho vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ta dẫn ngươi vô phòng của ta để lựa đồ cho ngươi mặc đàng hoàng. À, là ta nghĩ vậy. Nghĩ vậy hả? Đang bị hiểu kiểu gì? Đây là tủ đồ của chồng ta nè, ngươi lựa món nào được lựa đi. Ủa, chứ phải bận đồ của nhà ngươi hả? Ngươi bị biến thái hả? Bận đồ nhà ta là sao được? Ta là gái mà. Gì chứ, chồng ngươi đâu rồi? Chồng ta đi chút nợ rồi. Ủa sao trốn nợ vậy? Thì tại nó suốt ngày nó đèn đúng, nó không chịu quay clip với ta. Nó đi nuôi gái, rồi nó đi phá làng phá xóm đó. Rồi thì nên hai giờ đi thiếu nợ người ta. Rồi xong tới giờ phải đi chút nợ nè, không gặp mặt ta nữa. Chứ nếu mà gặp mặt ta hả, về đây thử coi, ta xé sáng nó ra luôn á. Mình về lỗi không? Lẹ cho mà. 6 hours later. Trời đất ơi, mệt ghê luôn á. Con trai con nứa gì mà thái độ nó không dữ trời. Trời ơi, nó sao chơi vậy? Years later. Ôi, lâu quá rồi, mày có xong chưa? Wow, trời đất ơi, cái bộ đồ này là hợp lắm nè, hợp với đồ hiện tại của ta. Chứ sao, ta cũng không có con mắt nhìn lắm chứ bộ. Xí gì mà hơi sai cả nha. Ủa, sai gì vậy? Nè, cái bộ đồ này là phải mặc bỏ ra quần, chứ không được bỏ áo vô quần. Ủa, gì hả, tôi tưởng gì là hợp thời trang. Không hợp thời trang, cái này là hồi thập niên 90 rồi, không có hợp. Nhà ngươi vậy là ok. Giờ hay là bây giờ ta dẫn người đi cắt tóc đi cho nó. Ôi, trời, tóc này là thời trang của thời ta đúng luôn á. Cắt đẹp lắm mà. Không, nhưng mà nó không có hợp với thời bây giờ của ta. Thôi đi. Ủa, con trai để tóc dài nó mới ngầu. Không có được, không có ngầu. Đi. Thôi không có đi đâu mà. Trời ơi, ta bị hối mà. Đã nói là không đi hất tóc rồi, cứ nghe tôi đi hất tóc hoài là sao? Ủa, cái loại người cũng bị hối hả? Có sao không, có tóc giả luôn không thấy hả? Đi làm gì mà gấp gáp quá vậy, đi đâu? Thì hôm nay em sẽ dẫn anh tới một cái nơi rất là xịn sò luôn, đó là trung tâm thương mại. Ủa, trung tâm thương mại là cái gì vậy bà Bê? Trung tâm thương mại lạ hả, cái chỗ đó nó đông người lắm anh. Biết rồi, cái chỗ anh nó đông người là chỉ có kỹ viện thôi. Gì kỹ viện mà nói, biết hả, không phải. Ý là cái chỗ này hả, nó là một cái nơi rất là sang trọng hiện đại luôn. Nhưng mà anh, người ta buôn bán nhau đó anh. Vậy là lạ biến rồi, ở chỗ anh là cảng biển rồi, nó hỗ trợ luôn không? Cảng biển gì nè em, nó trung tâm thương mại nó. Cái hồi xưa là cảng biển là chỗ đó không có hay. Rồi hả, giờ là em sẽ dẫn anh tới một cái nơi mà nó có mấy lạnh nè, thang máy nè, đèn đớm quá trời luôn, là trung tâm thương mại đặc biệt. Vậy đi, đợi xíu anh đi lấy ngựa ra. Lấy ngựa hả? I am the one, the one. Bây giờ người ta cửa xe rồi ông ơi, bây giờ nghĩ sao cửa chó cửa ngủ
màu xanh nè, ở đây chiếc xe màu đỏ luôn. Wow. Mình cưỡi nó làm sao? À, thì mình leo lên mình cưỡi như là hả con la vậy đó. Ê, à, cưỡi con màu xanh nghe. Ờ, được, được, được. Vậy sẽ cưỡi con màu vàng của em. À. Đi thôi. Ok, đi thôi đây. À. Ủa, sao xe nặng ta? Hả? Đếm lên luôn á. Trời ơi, nhưng mà anh đâu có biết chạy xe đâu, thôi cho anh đi ké đi. Vậy mà cũng bị đặt nữa. Đi đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Wow, không ngờ thế giới hiện đại có nguyên cái ly khổng lồ như vậy. À? Trời đất ơi, không phải. Cái này là cái thang máy của người ta, cái ly gì khổng lồ. Ủa sao thấy giống cái ly quá vậy? Không phải. Mà, ủa mà thang máy là cái gì vậy Bê? Thang máy hả? Thang máy là anh bước vô trọng á là người ta sẽ di chuyển anh lên xuống lên xuống. Ồ, hay quá vậy, nó chạy qua coi thử thôi. Ôi trời ơi, sao ta quá vậy? Trời đất ơi, cái này là cái lồng kính của người ta mà nghĩ sao anh đập đầu vô chổng vậy? Ồ, Bê, ủa trời sao có con ngựa sắt khổng lồ đang di chuyển vậy? Trời ơi, không phải, cái đó là cái xe hơi á. Hồi nãy á nè, đây dẫn qua coi. Hồi nãy á là hai em với anh đi xe máy là chỉ chở hai người thôi. Rồi xe hơi này sẽ chở được tới 4 người với 7 người luôn à. Trời ơi, hiện đại quá vậy, đâu đã vô coi thử thôi. Công nhận cái chân sắt của nó cứng ghê luôn. Coi kìa, trời ơi cứng ngắc luôn. Sau này về quá khứ chắc chắn mình phải mua một chiếc để mình chạy cho nó sướng. Dèo quá ha. Cực kỳ thuyết phục. Trời ơi, bỏ dép mà vậy. Ủa, thì mình đi vô cái chỗ lịch sự mình phải cởi dép ra chứ. Chờ không được, ở trong thế giới hiện đại á là hả, nếu mà vô cái chỗ sang trọng như vậy là phải mang dép vô nó mới lịch sự. Ủa vậy hả, đâu có biết đâu đi ơi, dép vô. Bó tay luôn. Ô, công nhận cái kỷ diện trong đây nó động ghê luôn á. Không phải cái kỷ diện, cái này là trung tâm mua sắm đó thôi. Ôi, trời ơi, cái trung tâm mua sắm này nó bự ghê. Coi kìa, có xe chạy trong đây luôn á. Ừ, xe lửa. Ừ, có người ngồi trên đó nữa kìa. Muốn đi không? Thôi, không đi đâu. Ừ, mẹ da. Trời đất ơi, mẹ da gì nữa. Cái này là người mẫu ma lắp cánh. Ủa, con ma này tên là Na Cánh hả? Người mẫu để người ta mặc đồ vô rồi mình thích thì mình nhìn mình mua. Ừ. Sao lão vậy ta, nó không có mặt mũi gì hết trơn kìa. Ừ thì nó vậy mà. Ê, cái túi này nè, mua cho anh đi. Không có tiền má ơi. Moments later. Ê! Ủa, tự nhiên nghĩ sao vậy trời? Ngồi cái thùng ghét. Ủa, anh đâu biết đâu, đấy nó chồng quay đẹp đến ngồi cái đó lát có gì chụp hình. Cái chỗ đó là người ta bỏ mấy cái đồ dơ đó ông ơi. Ủa vậy hả? Ừ, đứng qua đây đi. Ừ. Ăn thử không? Em mới mua nè, ngon lắm. Trời, chị sáng sớm ăn cháo gì bà? Trời đất ơi, cái này kem ngon, chết của người ta mà cháo cái gì trời. Sao nhìn giống cháo quá vậy? Không phải, cái này là kem dừa, kem coconut à. Ăn thử hả? Thử không? Sao? Ủa, ngon vậy? Ngon hả? Cái gọi là kem hả? Đúng rồi, kem. Lạnh lạnh lạnh. Ngon quá vậy, tôi muốn ăn nữa thôi, đâu có không? Ăn nữa hả? Có tiền không? Không. Vậy thôi, nhịn đi. Ủa, bà mới công nhận trong đây cái gì mà ăn quá à? Chứ sao, thì mấy gì đó ăn quá. Đã luôn. Trời ơi, sao tôi ngồi trong đây ăn vậy? Ra đi. Không phải, trời đất ơi, cái này là cái tivi của người ta. Ủa, vậy thôi, người ta ngồi trong đây nhiều quá vậy? Nó nhốt người trong đây hả? Có tốt tiền không? Tốt tiền nhưng mà anh muốn vô trong này cứu người ta không? Muốn? Vô, vô, vô. Ê, tao có tiền đâu. Em có thể chơi luôn. Ê, tao có tiền đâu, có tiền đâu. Trời ơi, sao trong đây nhiều bánh trung thu quá chị? Không phải bánh trung thu, cái này là hộp quà may mắn. Ủa, hộp quà may mắn là sao ta? Hộp quà may mắn là giống như cái này anh bỏ 100.000 vô trong cái thùng này. Nó sẽ chuyển cho anh một cái hộp quà, anh mở ra. Yeah. Nó sẽ có quà ở trong mà chưa biết quà gì. Nói chung là do sự may mắn của mọi người đó. Ừ, anh cũng muốn thử may mắn nhưng mà 100.000 là cái gì vậy? 100.000 hả? 100.000 là tiền á nè. Cái này nè. Tiền? Ờ ha, không phải tôi chưa biết tiền ở thế giới hiện đại như thế nào đâu. Thế giới hiện đại đó. Ồ, thì ra tiền cái gì hả? 100.000 là một thanh lá nha. Ủa, 100.000 là mình được một hộp quà trong đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, ai kìa, ai kìa. 15 nè. Thành
Vậy là có quà rồi. Ôi, hộp quà may mắn nè. Ê, cái này tiền của em mà sao anh dám xài? Anh anh mua giùm cho em mà. Mở ra thử coi có quà gì không. Quà đó, quà. Trời ghê, đâu có tiền ta. Quà đó thì thế là gì, da ngựa hả? Không phải da ngựa đâu, cái gì đây nè, không biết đâu nè. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, Ủa, cái này có ăn được không vậy? Cái gì ăn? Cái này để người ta quýnh mặt trang điểm đó thôi. Nói chung là cái này cũng ngon đó. Nói gì thôi tặng cho em luôn chứ anh có xài được đâu. Tặng hả? Cảm ơn. Ủa, cái tiền mình mà tặng gì trời? Cái tên kia. Thì ra mày chọn cái chết. Ôi, đây là gì mình đông vui mấy cái máy lạ gì vậy? Đây là khu vui chơi. Vui chơi. Môn nào anh cũng rành hết trơn á, từ nhỏ lớn học võ mà. Vậy là em có một cái trò này rất là hợp với anh. Đánh lộn hả? Đi. Later. Trời ơi, công nhận luôn, cái trung tâm mua sắm nó vui ghê mà phê, vui hơn kỹ viện nhiều. Kỹ viện nữa? Người ta nói đẹp không? Trời ơi, tại vì cái thời tôi chỉ có cái kỹ viện là vui chơi giải trí thôi, chứ đâu phải như thời bà của trung tâm mua sắm đâu. Mà mấy chỗ đó biến thái sao á. Ủa, nhưng mà giờ bà đang dẫn tôi đi đâu vậy? Đó, thì anh hiện tại đang đứng ở tại công viên á. Chỗ chỗ này nó mát mẻ mùa hè lắm luôn. Ủa, người ta ra công viên làm cái gì? Chứ không phải để nuôi ngựa hả? Không phải, mà chỗ này đặc biệt cái là siêu an toàn, siêu an toàn. Ủa, anh cậu hả? Ủa, giật đồ em á, giật đồ em á. Giật đồ là cái gì? Giật đồ là nó lấy đồ em á, đi lấy gì? Qua, ở phần tiếp theo anh nó sẽ trổ tài bỏ công dành lại túi sách cho bà B. Mọi người hóng đồ bé nha. Mày có giúp công, hãy sử dụng đồ nghề thôi.